Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại câu chuyện ngày hôm nay. Hôm nay có một chị gái đến từ Đà Lạt, một câu chuyện cũng khá là đau lòng và câu chuyện cũng khá là nhiều cái thăng trầm cảm xúc đến trong ngày hôm nay. Hôm nay là một trong những ngày cuối năm, ai cũng tất bật chuẩn bị đón năm mới, thì anh em vẫn tiếp tục làm chương trình để kết nối yêu thương cho mọi người. Thì hôm nay cũng xin mời mọi người lắng nghe một câu chuyện cũng khá đặc biệt. Rồi thay mặt anh em ở đây xin chào chị nhé. Xin chào chú. Rồi chị giới thiệu cho mọi người biết là mình tên gì, bao nhiêu tuổi rồi, mình đến từ đâu? Dạ đến tên Vũ Thị Kim Hương, 56 tuổi, đến từ thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng. Đến từ Đà Lạt ha? Đà Lạt. Rồi, 56 tuổi chị Hương. Chị Hương giới thiệu chút xíu về cái tình trạng hôn nhân của mình để cho mọi người biết nào. Hôn nhân của mình thì ông xã mất năm 2020. Bên Minh Hùng có bán nước cốt nhạc ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Minh Hùng, mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này. Minh Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Rồi tới nay là hai mươi mấy năm rồi, mình ở dậy nuôi con, lo cho con. Tới ngày hôm nay thì con cũng có gia đình rồi, thì con cũng nói là thôi mẹ tìm người để mà nương tựa tuổi già. Mà sao mà mới bắt đầu câu chuyện mà chị đã rơi những giọt nước mắt rồi, hay mình có một cái tâm sự gì trong lòng hay sao? Cảm động. Là sao chị? Cảm động, xúc động chuyện gì? Chị có thể trải lòng không? Chị là cần người yêu thương mình thật lòng. Ý là hôm nay mình lên đây mình cần người yêu thương mình thật lòng. Tại sao cuộc sống của mình nó như thế nào mà sao mà mình phải khát khao một cái tình yêu thương dữ vậy? Khổ. Nói chung là trong cái tình cảm rất là vất vả, khổ thật sự. Nhất là khổ. Khổ là chồng mất sớm hay sao? Dạ đúng. Ông xã mất sớm, thành ra là muốn tương trợ một nơi để cho con an tâm. Nên không biết là tìm một người có thích hợp hay không. Thế khi mà chồng chị mất thì năm đó chị mới có ba mấy tuổi thôi. 34 tuổi. Lúc đó còn rất là trẻ. Dạ. Mà mình có một đứa con rồi đúng không? Dạ ba đứa. Ba đứa con rồi, sao lúc đó mình không lập gia đình mới? Có giới thiệu, lúc đó là anh chị cũng có giới thiệu một người, nhưng mà người đó cũng ăn chơi rồi cờ bạc rồi này nọ rồi cũng không ấy. Rồi lúc mình lo cho con này sao? Dạ lo cho con. Rồi cái nhân xã mất là có hai đứa con, rồi xong 2 năm sau á thì cái anh này là kiểu như là làm bên mua bán xe là bên anh rể, thì anh cũng ly dị vợ, rồi cái là anh chị làm mai, rồi cái cũng gặp nhau sống với nhau thì được một đứa con là đứa gái, rồi xong rồi anh ăn chơi dữ quá, rồi lúc đó mình có mở quán rồi làm quán cà phê, thì lúc đó mình mới bị tai nạn năm 2006 mình bị tai nạn, rồi cái anh đi anh lấy cái người làm thuê cho mình là cái cô đó là phục vụ nội trợ nhà. Coi như là anh chị ở nhau một thời gian cũng lâu ha, được mấy năm? Chắc được 2022 tới 2023. Rồi chị bỏ tai nạn thì ông bỏ chị luôn. Rồi cái lấy cái cô làm việc cho mình, cái khi mình biết được rồi mình nói chuyện với ảnh thì hai người với dắt nhau đi. Thấy luôn cái người mà làm việc cho chị luôn. Dạ, có chị làm gì? Chị luôn. Làm gì mà có người giúp việc? Lúc đó là mình mở quán cà phê sân vườn. Là lúc mà chồng chị mất rồi, chị có mất rồi, có một mối quan hệ thứ hai. Tái hôn một người. Rồi tái hôn từ người đó thì lại lấy cái chính cái người giúp việc của mình. Dạ đúng rồi. Rồi chị bắt tài trận không? Bắt đi thuê nhà luôn. Ở mình vô tới nhà mình bắt tại trận, rồi mình kêu mẹ chồng là mẹ của anh đó vô, nó là thấy rõ ràng vậy, rồi mình về mình chia tay luôn. Rồi mình không lúc đó là anh kêu làm giấy kết hôn, mình không đăng ký kết hôn nữa, rồi mình chia tay luôn. Mà cái người kia có nói gì chị không, có xin lỗi chị gì không? Có quay về xin lỗi, nhưng mà chị không chấp nhận nữa, vì
đã làm mất lòng tự trọng rồi, rồi cái tình cảm chị dành cho. Rồi từ đó tới giờ chị có quen ai nữa không? Dạ không. Mình bị tổn thương hả? Là mình không muốn quen ai nữa hay sao? Không thích nữa. Không thích nữa. Rồi cái lý do nào mà đến hôm nay, một trong những ngày mà cuối năm rồi mà chị lại quyết định là chị lên chương trình? Vì con nó có vợ rồi, nó cũng khuyên mẹ. Rồi cô giáo đó là nhận chị là cô. Rồi là cô giáo có... cô giáo với coi trên cái gì á, cô nói cô mở TikTok hay cái gì á, rồi cô lúc đấy cô mua đồ, rồi cô nhìn thấy như vậy, cô nói là thấy cái gia cảnh của chú này cũng người lớn tuổi. Rồi từ từ, chị nói từ từ cho mọi người hiểu. Cô giáo coi là sao? Cô giáo coi cái cô giáo là ai? Cô giáo là cháu, cháu tinh thần. À, là cô giáo là một người cháu của chị. Cô giáo này là chị ăn ở người ở cho cổ. À, chị là người ở cho cô giáo. Là giúp việc. Chị là người giúp việc cho cô giáo. Và cô giáo này là người xem chương trình của anh em ở đây. Dạ. Là cô giáo giới thiệu cho chị lên đây. Dạ. À. Cô giáo nói sao? Cô giáo nói là con thấy cái chú này lớn tuổi rồi, nhưng người ta cũng muốn tìm một người vợ chín chắn, rồi nghèo cũng được, nhưng mà phải trung thủy, rồi phải biết. Chứ ở trên đó thì có rất là chị cũng còn xinh đẹp, dễ thương, hiền, thì trên đó cũng phải có mấy chú mấy anh đều đeo đuổi chị chứ. Cũng có người thích đó chứ, cũng nhưng mà mình không thích. Nhiều lắm hả? Không biết nhiều hay không, nhưng mà cũng có một hai người. Sao vậy? Không hợp hay sao? Thứ nhất là cái người mà thương yêu chị mà quý chị thì người ta còn vợ. Trời ơi. Người ta chưa có ly dị vợ mà mới đưa đơn nên chị cũng không cảm nhận. Còn cái người mà người ta ly dị vợ rồi á, thì hỏi ra tuổi thì nhỏ hơn chị không thích, mà thấy ảnh cũng ăn nhậu dữ lắm rồi chị cũng không cảm nhận. Nói chung là anh nhỏ hơn chị 2 tuổi, là anh tuổi Túc á, ảnh sinh năm 70 á. Nhỏ hơn chị không chịu. Không, thôi chẳng thà lấy người lớn tuổi đi, người ta chín chắn hơn. Bây giờ chị muốn người độ tuổi bao nhiêu đến bao nhiêu? Thì không cần bao nhiêu hết, nhưng mà lớn hơn chị là được rồi. 70 cũng được luôn hả? Thì nói chung ra là được hết. Bao nhiêu cũng được, nhưng mà coi như tương xứng với chị là được. Nói chung là hợp tình hợp ý là được ha. Rồi chị hiện tại giờ chị đang làm công việc gì? Chị nội trợ làm vú nuôi em bé. Vú nuôi cho nhà cô giáo á ha. Đúng rồi, nuôi con cô. Là mình ăn ở nhà cô luôn hay sao? Dạ đúng ạ. Dạ, hôm nay đi lên đây là cô kêu chị lên hả? Cô cho chị lên. Chị đi từ Đà Lạt hôm nay đi từ mấy giờ? Chị đi hồi sáng là đón xe, là cứ như bắt xe hồi khuya. Hồi khuya, rồi sáng sớm rồi tới đây hả? Dạ. Là coi như là đêm qua thức cả đêm rồi đó. Ngày hôm qua thì tới nhà chị gái, rồi chị gái cũng lâu ngày mới gặp nhau, rồi chị gái cũng tâm sự hai chị em. Là thức cả đêm tới giờ luôn? Dạ. Rồi. Cũng ngủ được đâu cũng 2 giờ sáng ngủ. Rồi, thế hôm nay mình lên đây thì mình trước hết thì mình chia sẻ chút xíu về bản thân mình đi. Mình có ưu điểm và nhược điểm như thế nào? Cái ưu điểm của chị thì là chị thích chăm sóc gia đình, chồng con. Rồi thích làm công việc gì giúp gia đình. Còn cái ưu điểm chị thì là chị nhút nhát lắm. Thành ra là cái ưu điểm chị thì ít có ngoại giao. Về cái tính cách của chị sao? Chị có khó khăn gì không? Chúng chị hơi tính. Kỹ tính á. Kỹ tính hả? Chị khó. Người ta, ông bà cha mẹ nói là ba chị thì hồi xưa hoạt động cách mạng trong rừng. Ba chị thì cũng dạy chị thì báo cho sạch mà rách cho thơm. Nên chị nghèo khổ nhưng mà chị vẫn giữ cái danh dự của chị. Rồi, thế hôm nay chị lên đây là tính tình mình là hơi nhút nhát, hiền lành, hơi khó kỹ tính chút. Rồi bây giờ mình muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào? Yêu thương chị thật lòng chung thủy. Nếu có điều kiện thì giúp đỡ cho chị cho con số tiền cho nó là có cái vốn để nó làm ăn. Còn nếu không có thì con cũng mừng. Nó nói là miễn sao mẹ gặp ai mà hạnh phúc của mẹ là chính hạnh phúc của tụi con. Thì con nó cũng, trước khi đi cũng hỏi con có đồng ý không, thì con nó đồng ý. Con trai lớn chị sinh năm 1990.
Là con cái mình đồng ý hết ha? Dạ. Rồi con cái tức lập gia đình hết rồi hả? Ừ, hai đứa trai lập gia đình, còn đứa gái thì năm nay 21 tuổi, đang làm công ty. Dạ. Ở Long Khánh. Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng, hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng, hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Gốc của chị là sanh Long Khánh ạ. Gốc của chị là người Long Khánh. Rồi. Là chị bây giờ chị cần một người có cần phải có điều kiện kinh tế khá giả không hay là một người bình thường thôi? Nói chung là có điều kiện thì càng tốt. Nếu có điều kiện thì giúp đỡ chị một phần nào, chị giúp cho con mình. Chứ còn nếu mà không có điều kiện thì chia sẻ với nhau cũng tốt này, vì mình gói ghém trong cái cuộc sống của mình cho con nó khỏi lo thôi. Con mình lớn hết rồi mà đâu có cần phải lo con nữa chị. Nó cũng khổ, cũng ở nhà trọ. Khổ nhưng mà bây giờ đang tuổi thanh niên mà sức vài vai rộng mà đâu có lo gì nữa. Còn lớn còn làm mà. Thì vẫn phấn đấu, con cũng cố gắng nó làm. Bây giờ mình tìm một nửa yêu thương của mình đó, thì mong rằng một nửa yêu thương mình là được rồi. Dạ. Chứ mình giúp cho con mình đó thì nó sợ nó hơi khó khăn đó. Dạ, thì đó thì cũng vậy, ý là mình nói là nếu có điều kiện thì mình cho con mình một chút ít, mà còn nếu không có thì mình cứ lo cho bản thân mình là trước hết. Thật sự là giờ khổ quá nên nó là chỉ có mong muốn như vậy thôi. Căng vậy. Khổ quá thì em đồng ý, em chấp nhận là ngoài xã hội kia còn rất nhiều người cũng đang khổ, đang khó khăn. Nhưng mà khi mình đi tìm hạnh phúc thì mình phải đưa ra một cái quan điểm rõ ràng. Yeah. Là một là mình đi tìm hạnh phúc, hai là mình đi làm ăn kinh tế. Yeah. Là nó khác, nó hai cái quan điểm nó khác nhau, là chỉ phải song song hai cái quan điểm đấy. Nhưng mình vừa đi tìm hạnh phúc mà mình vừa đi tìm cái điều kiện kinh tế đó thì nó hơi khó đấy. Dạ đúng rồi. Giờ ví dụ như cái anh đó hợp tình hợp ý thương chị mà người đó không có điều kiện, đang có ở trọ đến với chị được không? Ở nhà trọ hả? Thì tới mà vẫn được thôi, nhưng mà có cái là rồi là anh bao nhiêu tuổi, anh lớn tuổi chưa để mình có đủ khả năng để mình lo cho anh hay không. Chứ giờ anh lớn quá mà mình cũng đi làm rồi mình lo cho anh không đủ cho anh thì cũng khổ anh khổ mình. Nói chung là nó cân đối ha. À, tương đối thì hai người cùng đi làm thì rồi mình tương trợ lẫn nhau. Thế thì bây giờ chị Tết này mình cũng ăn Tết ở nhà cô giáo luôn hả? Dạ Tết này thì về nhà chị ở dưới Long Khánh. Đi lên đây xong xuôi rồi quay về Long Khánh. Hôm nay là nghỉ Tết luôn rồi đó. Chị được nghỉ Tết rồi, cô giáo cho nghỉ Tết rồi. Là nhà chị ở dưới Long Khánh? Là nhà chị gái. Còn nhà của mình thì hồi đó cũng dưới Long Khánh, mà khi mình bị tai nạn 2006-2007 2008 mình như bán căn nhà đó đi để trả nợ. Mình bị tai nạn là bị sao? Bị tai nạn là đưa con đi học, hai thằng con chở đi học cứ là bị tai nạn. Bị chấn thương sọ não, gãy xương da nè. Chị hả? Bị chấn thương sọ não. Là ngày xưa là chị làm ăn cũng kinh tế cũng khá đúng không? Nói chung là cũng tương đối được. Sao bị tai nạn cái này nó ấy hả? Ông xã mất 2020 là mình bị tai nạn 2006. Còn giấy tờ hồ sơ bệnh viện vẫn còn. Để trên ban cho thì cũng mổ xong về rồi cũng không có bị đau gì mấy, vẫn có sức khỏe đi làm tới ngày hôm nay hả? Vậy là cô giáo xem trên TikTok hả? Cô giáo biết chương trình đúng không? Dạ. Rồi. Cũng hỏi cô giáo sao con biết được cái chú này là như vậy, nó là tại vì con lướt con đi TikTok hả? Con ấy TikTok để con mua đồ Tết, để con nhìn thấy rồi con thấy vậy rồi con hỏi cô có đồng ý không, thì cô thử đi nếu được á thì vận may, biết đâu cô khổ quá rồi giờ cô gặp được sự may mắn. Thì con nó cũng nói vậy thì thôi, cô cũng nói là cô nói có đúng vậy không hay là mình bị lừa. Sao cái lúc mình còn trẻ mình không đi tìm nữa yêu thương mà bây giờ mới còn đi trẻ tìm? Thì hy sinh cho con, mình đi tìm yêu thương thì cũng có tìm rồi đó. Bây giờ thấy khổ mới đi tìm nữa yêu thương mình hả? Tìm rồi đó mà thấy người ta chỉ thương mình rồi, người ta cũng không có gắn bó rồi thôi.
Rồi, thế thì hôm nay thì chị lên đây vượt một quãng đường cũng hơn 200 cây số. Dạ. Lên đây thì nhờ anh em kết nối. Thì trước khi kết thúc chương trình thì chị có lời nào muốn nhắn gửi tới các anh, các chú đang theo dõi video ngày hôm nay không? Dạ, trước hết thì mình có lời chào là chúc phúc cho gia đình bình an. Rồi chúc cho các anh, các chị rồi với các chú là sức khỏe dồi dào. Là mọi sự là coi như là có nhiều sức khỏe. Rồi, thì hôm nay thì anh em cũng ghi nhận cái câu chuyện của chị. Cũng thực hiện theo cái tâm tư nguyện vọng của chị ha. Hy vọng là sớm tìm được người hạnh phúc theo đúng cái ý muốn của mình. Thì trước khi kết thúc em cũng xin phép hỏi chị là chị có đồng ý cho mọi người sử dụng hình ảnh và video của mình để chia sẻ lên tất cả các nền tảng mạng xã hội khác nhau và cam kết là không gỡ xuống, là chị đồng ý không? Dạ có. Rồi, cảm ơn chị nhé. Rồi, một lần nữa cũng chúc chị năm mới luôn mạnh khỏe, gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống ha, đặc biệt là sớm tìm được hạnh phúc của mình. Và cũng xin cảm ơn toàn thể quý vị khán giả đã đón theo dõi chương trình ngày hôm nay, cận kề năm mới sắp tới. Cũng thay mặt anh em cũng xin chúc toàn thể quý vị khán giả một năm mới an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn. Rồi, nhưng mọi người nghĩ như thế nào về câu chuyện của chị gái ngày hôm nay thì hãy để lại những lời bình luận góp ý để câu chuyện có góc nhìn đa chiều hơn. Và nhớ đăng ký kênh, bấm vào chuông để được đón xem những video lần sau một cách nhanh nhất và mới nhất. Còn bây giờ xin cảm ơn và xin kính chào. Dạ, mà hôm trước cô bị thế nào? Bên này uống đỡ nhiều chưa? Đỡ nhiều lắm rồi. Hôm trước cô bị 100 rồi. 10 phần đỡ là mấy phần rồi cô? 10 phần rồi, chắc là đỡ được 70% rồi. Ồ, vậy là quá tốt rồi. Thế hôm trước cô bị thế nào? Trước cô bị nó khớp, xong là nó đau hai đầu gối ấy. Dạ. Xong là nó bị chuột rút. Giờ dạ. Đi uống thì cảm tưởng thế nó đỡ nhiều rồi. Dạ, đi lại dễ dàng hơn rồi cô ha. Rồi đi lại vẫn dễ dàng hơn rồi. Dạ, 10 phần mà bớt được 70% là đỡ nhiều rồi đấy. Đỡ nhiều rồi. Dạ. Rồi thôi con, chúc cô chú mạnh khỏe. Chúc cho sức khỏe cháu nhá, được mạnh khỏe nhá. Dạ rồi, cảm ơn cô, chúc cô chú mạnh khỏe nhá. Nhớ gửi hàng cho cô nhá. Dạ rồi, để con gửi tiếp cho trai nữa. Rồi con chào cô chú nha. Rồi, cảm ơn nhá. Dạ rồi, con chào chú uống tốt, chú giới thiệu cho con nhé. Khỏe, bình an. Dạ rồi, con chào chú. Dạ. Mày.